Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ khóa họp thường kỳ lần thứ 57 vừa diễn ra vào tháng 9 vừa qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua kết quả giả soát định kỳ phổ quát UPR đối với Việt Nam, ghi nhận những tiến bộ về mọi mặt của Việt Nam, về hoàn thiện thể chế, pháp luật, cũng như những hành động cụ thể nhất quán từ cấp trung ương đến cấp địa phương về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Trong đó, bảo vệ nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương, trao cho họ cơ hội được phát triển bình đẳng được đánh giá là kết quả nổi bật nhất của Việt Nam trong thực hiện các cam kết và khuyến nghị được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức quốc tế đưa ra tại các phiên đối thoại trước đó. Từ năm 1982, Việt Nam đã phê chuẩn công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Năm 2006, thông qua Luật Bình đẳng giới, năm 2007, thông qua Luật ngăn chặn và chống bạo lực gia đình, cùng rất nhiều các văn bản khác nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới. Từ những chỉ đạo cấp trung ương, các địa phương đã cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động với những chỉ tiêu mục tiêu rõ ràng nhằm tạo điều kiện khuyến khích phụ nữ phát huy được trình độ năng lực, thể hiện quan điểm trên mọi lĩnh vực đời sống. Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ trên thế giới hay của Việt Nam cũng đang hoạt động mạnh mẽ nhằm giải quyết các vấn đề bình đẳng giới cũng như nâng cao nhận thức về thúc đẩy quyền năng phụ nữ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tại Thanh Hóa, công tác bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã ban hành các chương trình kế hoạch, văn bản để chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị địa phương, qua đó thu được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm tỷ lệ 27,5%. Số lượng và tỷ lệ các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo nữ chủ chốt tăng so với năm 2020. Nhiều cán bộ nữ đã được tín nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo trong đảng và chính quyền tại địa phương. Mỗi năm, có từ 300 đến 500 phụ nữ được tập huấn về nâng cao năng lực khởi sự kinh doanh, tư vấn thành lập các mô hình kinh tế, tạo cơ hội để phụ nữ thực hiện hóa các dự án, ý tưởng kinh doanh, mạnh dạn khởi nghiệp. Một người phụ nữ nông thôn bình thường thì tôi chỉ có cái suy nghĩ là sản xuất hàng hóa để mà tiêu dùng, chưa mạnh dạn để mà sản xuất kinh doanh nhưng mà thông qua các hoạt động thì tôi đã thay đổi cái tư duy của mình là đã chuyển từ cái cái nhận, nhận thức là sản xuất hàng hóa tiêu dùng sang cái nhận thức sản xuất hàng hóa kinh doanh. Một nhóm đối tượng yếu thế khác mà Đảng Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ là các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn, coi đây là yêu cầu cấp bách và là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, chương trình giảm nghèo ở Việt Nam được ví như một cuộc cách mạng được các quốc gia và tổ chức quốc tế ghi nhận. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, đảm bảo mức sống tối thiểu và thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 6 chiều về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin. Ngày 12 tháng 10 năm 2024 vừa qua, 27 trên 27 huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025 theo tinh thần chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ tỉnh Ủy. Đây là chỉ thị riêng của Thanh Hóa nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua, cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tính đến đầu tháng 10 năm 2024, Thanh Hóa đã huy động được trên 220 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, công chức, viên chức, người lao động và người dân. Phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 sẽ có khoảng 4.000 hộ được chuyển về ở trong những căn nhà mới. Việc ủng hộ để xây dựng nhà ở cho người nghèo, hội chính sách là việc làm hết sức ý nghĩa chúng tôi rất đồng tình có bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu mong là làm được nhiều nhà cho hộ nghèo hộ khó khăn có ngôi nhà để ở bên cạnh các kết quả nổi bật về thực hiện bình đẳng giới bảo vệ phụ nữ trẻ em và các chính sách xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế bền vững báo cáo hội đồng nhân quyền liên hợp quốc tại khóa họp thường kỳ lần thứ 57 tại viên áo việt nam cũng đã ghi dấu ấn đối với cộng đồng quốc tế bằng các kết quả đạt được trong công tác ân xá, đặc xá, tha tù trước thời hạn. Từ năm 2009 đến nay, nhà nước Việt Nam đã tiến hành 9 đợt đặc xá lớn, tha tù trước thời hạn cho hơn 92.000 phạm nhân. Để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước thì trong quá trình cải tạo thì tôi cũng như những phạm nhân còn đang chấp hành án thì luôn nỗ lực phấn đấu để rèn luyện tu dưỡng đạo đức bản thân từ cán bộ ban gián thị đến các thầy quản giáo thì luôn có những sự động viên giáo dục gặp gỡ hàng tuần hàng tháng căn cứ vào các quy định của pháp luật và đặc biệt là liên quan đến công tác đặc xá năm 2024 căn cứ vào các điều kiện tiêu chuẩn chúng tôi cũng đã lựa chọn và đối chiếu để cho phạm nhân đăng ký và để đề xuất đối với hội đồng tư vấn đặc xá trung ương để lựa chọn những phạm nhân đủ điều kiện đủ cái yếu tố để chúng tôi đề nghị đặc xá và những phạm nhân khi được có cái quyết định thông báo của quyết định đặc xá của chủ tịch nước thì phạm nhân rất là phấn khởi và vui mừng là một cái động lực để cho tất cả các anh phạm nhân có cái động lực để cố gắng chấp hành án trong thời gian tiếp theo. Việc Hội đồng Nhân quyền đồng thuận quyết định thông qua kết quả báo cáo UPR chu kỳ 4 của Việt Nam đã tạo thêm vị thế chính trị, pháp lý quốc tế vững chắc và làm phong phú thêm kinh nghiệm để nhà nước ta tiếp tục bảo đảm tốt hơn nữa các quyền và tự do cơ bản của nhân dân Việt Nam. Thành công của báo cáo lần này cũng góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong con mắt của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, bác bỏ có sức thuyết phục những luận điệu chống phá vô căn cứ, bịa đặt của các thế lực thù địch đối với những bước tiến vững chắc của Việt Nam về nhân quyền.